Chào các bác, video clip hôm nay em đặt chân dành cho các bác đam mê âm thanh cổ cũng như là đam mê đầu băng cối. Hôm nay thì bên em có về được chiếc đầu huyền thoại Tech-A6300, một chiếc đầu được rất là nhiều anh em tin tưởng và lựa chọn. Một dòng máy hay và có thể nói rằng chất âm vượt trội trong cái tầm tiền. Đấy, một cái dòng máy chạy băng 3, băng 5, băng 7, băng 10 inch, auto reverse 2 chiều. Chất âm rất là hay, máy lành và bền nhưng mà cái giá thành thì vô cùng hợp lý, và điều đặc biệt là em 6300 này về trong cái tình trạng đẹp xuất sắc và còn nguyên cả thùng xốp các bác nhé. Đấy, tình trạng rất là đẹp, đây là hộp zin của nhà sản xuất. Đấy, nó đã cũ theo 5 tháng rồi và các bác có thể thấy đây. Ở đây số series 9996, số series tam hoa rất là đẹp. Và series máy thì sẽ trùng với số series trên thùng. Máy sử dụng nguồn điện áp là 100V, tần số quét 50Hz các bác nhé. Bây giờ thì mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau mở ra thì chúng ta sẽ quan sát chiếc đầu 6300 ngày hôm nay. Chính vì máy còn thùng hộp cho nên là em này thì độ mới rất là đẹp. Độ mới của em này thì còn khoảng trên 90%. Mời các bác chúng ta cùng xem. Máy rất là mới luôn. Và lát nữa thì em sẽ tháo hết ra cho các bác chúng ta cùng xem. Đây ạ. Bằng tình trạng 6300 siêu đẹp. Đấy, các bác thấy không? Mặt mũi nét căng. Những cái phần núm nút này. Đấy, còn vàng ươm luôn. Bây giờ em sẽ tiến hành tháo hết ra để cho các bác quan sát chi tiết được cái em máy ngày hôm nay. Các bác chờ em trong giây lát nhé. Và đây chính là em máy 6300 của chúng ta trong video clip ngày hôm nay. Máy thì trong cái tình trạng còn rất là đẹp này, mặt mũi trắng bóc luôn, những cái phần núm nút này đây, máy gần như là chưa có sử dụng, còn rất là đẹp, nguyên các họa tiết vân trải tia, hai cái đồng hồ vuông, cái phần nền vàng của nó và còn vàng ươm luôn. Đấy, đến những cái phím nhỏ nhỏ xíu như này nhưng mà cũng rất là đẹp, nguyên các họa tiết vân trải tia, đặc biệt là cái phần hàm từ đây, các bác thấy không, hàm từ này chưa hề có cái dấu của cái vệt băng chạy, còn rất là mới, quá đẹp luôn, xuất sắc. Đấy, hai bên hồi gỗ này, zin này, hồi gỗ là cái vỏ rất là mộc mạc này. Đấy, cái vỏ mộc mạc theo thời gian, hình thức thì xuất sắc luôn, những cái phần tay cơ. Đương nhiên là có cả húp zin theo máy. Đấy, đẹp xuất sắc luôn ạ. Một em máy tuyển chọn cho các bác chơi, tình trạng nguyên hộp xốp. Ở phần dưới đáy này còn nguyên cả cái phần cao su dán này, phần dưới chân đấy, vẫn còn đầy đủ các bác nhé. Đấy, vẫn còn đầy đủ cao su dán này dưới chân, rất là đẹp. Và bây giờ thì em sẽ tháo cái phần nội thất phía sau ra để cho các bác quan sát cái phần nội thất phía sau của máy. Mời các bác quan sát cái phần nội thất phía sau của em máy này, số series rất là đẹp, 9996. Đấy, tấm lắp lưng đây đẹp căng như mới. Nội thất ruột gan sắt xi 7 màu, 7 sắc cầu vồng luôn. Máy sử dụng động cơ 3 motor. Đây, quá đẹp luôn ạ. Cái phần bánh đà ở đây này, còn ống ánh 7 màu. Từng con ốc luôn. Đây, từng con ốc vàng ươm. Động cơ của chúng ta là 3 motor. Đây, khung sườn sắt xi 7 màu. Rất đẹp. Đây, các bác chúng ta cùng xem. Đấy, đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Đây, 6300. Đấy, các bác nào mà sưu tầm mà mua được cái con còn nguyên hộp xốp này thì đấy, thực sự là đáng chơi. Máy rất là đẹp. Và bên em giao lưu em 6300 này mức giá có thùng xốp nhưng mà mức giá cũng rất là bình ổn cho các bác chơi. 22 triệu 500 ngàn đồng. Các bác có nhu cầu alo cho em. Bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giao hàng toàn quốc. Giá sản phẩm là không bao gồm phí vận chuyển. 22 triệu 500 ngàn đồng cho một em 6300 full thùng xốp. Đấy, giá cũng chỉ như những cái máy bình thường thôi. Đấy, rất hợp lý cho các bác chơi. Các bác nhanh tay để chốt được em full thùng này nhé. Cảm ơn các bác.